Chỉ còn khoảng 3 tuần nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 tại Hà Nội sẽ chính thức diễn ra. Theo lịch, kỳ thi sẽ được tổ chức trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 6 năm 2024 là năm đầu tiên áp dụng quy chế thi mới với điều chỉnh quan trọng về danh mục vật dụng được phép mang vào phòng thi. Theo đó, danh mục các vật dụng được mang vào phòng thi gồm bút viết, thước kẻ, bút chì, tẩy chì, ke thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình, Máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ, Atlas địa lý Việt Nam. Bên cạnh đó, lần đầu tiên quy chế thi quy định rõ các vật dụng cấm mang vào phòng thi gồm giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, vũ khí và chất gây nổ, gây cháy, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài. Nếu mang theo vật dụng trái phép vào phòng thi, thí sinh sẽ bị đình chỉ thi và mất quyền tham gia xét tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2024 2025